Linh ơi, hôm nay mình sẽ đi thả diều ở bãi mới nha. Diều cá mập đúng không? Đâu bạn tin gỡ diều cá mập ra rồi trải ra coi nào. Hai bạn trải ra. Rồi bạn Tim cầm diều đi. Diều Tim đã lên cao nhất rồi. Đâu có thấp đâu Tim, diều mình cao nhất rồi.
con bướm cứ lặn qua lặn lại hả tên? Mẹ nhưng mà đó tên nhiều màu nó cũng lặn qua lặn lại kìa. Ồ. Mà nhìn ở đằng sau mẹ đó. Ồ, mẹ thấy rồi. Bạn tin lo nhìn diều nha, không thôi tin thả một cái là con diều nó bay lên nó sẽ tuột luôn cái sợi dây của bạn tin đi đó. Nó kéo tin đi hả mẹ? Ồ, nó kéo được bạn tin luôn đó, ghê không? Con diều rất là mạnh, nó lên trên trời rồi á, gió mạnh là nó sẽ kéo mình đi luôn. Ơi, xin nó sẽ kéo mình đi. Ừ. Tại vì nó rất là mạnh. Bạn tin có thấy dây bị trùng không hay là dây căng? Dạ, dây căng. Ồ. Khi nào thì mình phải thu dây lại? Dạ. Dạ là trời tới mình mới thu dây. Khi nào mà mình thấy con diều nó chao đảo á tên, xong rồi nhìn như là sắp rớt á, thì mình sẽ phải thu dây lại. Ôi, con bướm nó trôi qua nữa kìa. Ồ. Trời. Má, bướm nó trôi qua nữa kìa. Hay lắm á. Ồ, con diều bướm màu hồng đúng không? Chao đảo hả? Dạ nào. Diều cũng lên chưa? Diều có đang chao đảo không? Dạ nào. Nó chao đảo không một tí. Mình kéo dây lại một xíu. Bạn Tiên có biết thu dây không? Dạ biết. Đâu thu dây lại một xíu mẹ coi coi. Trời ơi. Ui coi chừng rớt. Cuộn dây nha. Đúng rồi, rất là nặng đúng không? Dạ. Kiểu như là đánh trao đảo vậy á. Ở đây mát quá bạn tin ha. Bạn tin, đây có mát không? Tên đừng cầm vô cái sợi dây nha. Cái sợi dây nó đang căng là nó rất là sắc, sẽ làm mình chảy máu luôn đó. Ừ, tại vì nó đang rất là căng. Lỡ mà cái gió thổi mạnh một cái con diều nó kéo cái sợi dây căng lên là tên đụng vô là sẽ bị đứt tay đó. Nhiều diều quá. Em thấy con màu xanh chuẩn bị lên luôn. À, con cá mập đen có bay màu xanh đúng không? Không. Chứ con nào? Con hồi nãy chị mới thấy thì nó hai con diều cá mập lên cao gần bằng nhau. Đi lên rồi nè. Bên này, bên này.
cầm tim cuốn lại cho ba nào. Cuốn lên trên này, đúng rồi. Rồi, mình đã thu nhiều về rồi.